Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2022 Thứ sáu tuần thứ hai phục sinh Trích sách tông đồ công vụ Bây giờ có người biệt phái tên là Gamaliel Cũng là luật sĩ có thế giá trong dân Đứng lên giữa công nghị Truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong dây lát rồi nói với các người trong công nghị rằng hỡi chư vị Israel xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này. Vì trước đây ít ngày, có tên Teoda nổi lên, tự xưng là một nhân vật có độ 400 người theo mình. Y đã bị giết, và nhóm người theo Y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau Y, lại có tên Judah người Galilea, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số lôi kéo dân chúng theo mình rồi chính hắn cũng chết mà kẻ theo hắn đều tan rã và bây giờ tôi xin chư vị đừng cân dự gì đến những người này cứ để mặc họ vì nếu một mưu toan hay việc này là do loài người thì sẽ tự tan rã nhược bằng bởi thiên chúa thì chư vậy không thể phá tan được kiểu lỡ ra mang tội chống đối thiên chúa họ đồng ý họ cho gọi các tông đồ vào, xa lệ đánh đòn các ngài và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài ra về, vậy các ngài ra khỏi công nghị lòng hân hoan vì thế mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Và hằng ngày tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy và loan truyền tin mừng Đức Giêsu Kitô đó là lời Chúa Ta ơn Chúa Có một điều tôi xin Chúa Một điều tôi kiếm tìm Đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi Chúa là sư sang, là đấng cứu đồ Tôi sợ chi ai Chúa là đấng phụ trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm. Đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm đó là tôi được cư ngụ trong nhà chúa suốt đời tôi hầu vui hưởng sự êm đềm của chúa và chim ngưỡng thanh điên của ngài có một điều tôi xin chúa một điều tôi kiếm tìm đó là tôi được cư ngụ trong nhà chúa suốt đời tôi tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của chúa trong còi nhân sinh Hãy chờ đợi Chúa hay sống can trường Hãy phân khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa Có một điều tôi xin Chúa Một điều tôi kiếm tìm Đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi Alleluia, Alleluia Nếu anh em sống lại là một với Đức Kitô thì anh em hãy kim những sự cao siêu trên trời nơi đức Kitô đang ngự bên hầu thiên chúa Alleluia tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan lạy Chúa vinh danh Chúa khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea cũng gọi là Tiberia có đám đông dân chúng theo người vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi: phi pê ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. phi pê thưa hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút một trong những môn đệ tên là andré em ông simon ferro thưa cùng người rằng ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người chúa giêsu nói cứ bảo người ta ngồi xuống nơi đó có nhiều cỏ người ta ngồi xuống số đàn ông độ năm ngàn Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn và cá cũng phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã no nê, người bảo các môn đệ hãy thu lấy những miếng bánh còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại 12 thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thế phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian vì chúa giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua nên người lại trốn lên núi một mình đó là lời chúa lạy chúa kỳ tô ngợi khen chúa cộng sự viên của chúa đức giêsu nói anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi người ta ngồi xuống nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó Doan chương 6 câu 10 đến 12 Suy niệm Bây giờ sau khi cơn sóng thần xảy ra Nhiều người dự đoán sẽ thiếu vật phẩm Thuốc men cứu trợ các nạn nhân kịp thời Không ngờ vật phẩm thì sẵn sàng Nhưng lại thiếu những thiện nguyện viên đến tận nơi Trao tận tay cho những người thiếu đói Chúa Giêsu rất cần những tình nguyện viên cộng tác với Ngài, phân phát lương thực thần linh. Càng chứng kiến cơn đói của đám đông bao nhiêu, Ngài càng cần nhiều người cùng Ngài phục vụ bấy nhiêu. Không hề thấy một cuộc phỏng vấn kiểm tra tay nghề nào được Chúa Giêsu thực hiện để tuyển chọn cộng sự viên. Công việc đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, cứ làm theo lời Ngài với hết sáng kiến của mình, miễn sao lương thực từ bàn tay Ngài đến được với đám đông mời bạn là Kitô hữu, bạn là cộng tác viên của Chúa Giêsu phân phối lương thực lời Chúa và thánh thể đến cho tha nhân. Mỗi ngày bạn có chia sẻ lời Chúa được cho ai không? Người bệnh trong gia đình hay trong họ đạo được bạn chuẩn bị đón linh mục ra bàn thánh thể thế nào? Chia sẻ nhóm của bạn có chương trình gì cho việc săn sóc bệnh nhân? Sống lời Chúa tham viếng chăm sóc bệnh nhân và giúp một người lơ là chuẩn bị tâm hồn trước lễ cầu nguyện là Chúa Giêsu Chúa có thể làm phép lạ cho bánh đến tận tay người đối khác nhưng Chúa lại dành phần việc phân phát ấy cho con cảm tạ ơn Chúa đã cho con làm cộng sự viên của nước trời amen trích suy niệm lời Chúa hàng ngày chúc lành của người cha Đức Hồng Y Catherine, vị sáng lập của phong trào Thanh Lao Công đã tự thuật như sau. Tôi là con của giai cấp công nhân. Nếu tôi đã có thể trở thành lên mục là cũng nhờ cha tôi. Cha tôi là một công nhân nghèo, người đã phải hy sinh để nuôi dưỡng những đứa con mà hẳn người đã hãnh diện. Tôi còn nhớ, khi lên 13 tuổi, một buổi tối nọ, khi các anh chị của tôi đã lên giường đi ngủ. Tôi rốn rén bước xuống nhà bếp, tôi đến gần cha tôi, người đang ngồi trầm ngâm với chiếc ống điếu, còn mẹ tôi thì đang khâu giày cho chúng tôi. Tôi rụt rè thưa với cha tôi, Thưa ba, con có thể tiếp tục học không? Cha tôi trả lời, Con ơi, ở tuổi con, ba đã phải đi làm rồi, nay thì bà đã già và sức ba cũng đã mòn tôi lấy hết can đảm để thuyết phục cha tôi ba ơi con nghĩ là chúa đã gọi con con muốn trở thành linh mục bình thường cha tôi là một người ít biểu lộ tình cảm nhưng tối hôm đó khi vừa nghe tôi cho biết ý định làm linh mục nước mắt người bỗng từ từ lăn trên gò má và đôi tay của mẹ tôi cũng rung lên vì xúc động cuối cùng khi làm chủ được cơn xúc động cha tôi mới thốt lên với tất cả cương quyết Ba má đã hy sinh quá nhiều, nhưng để cho một người con là linh mục, ba má nguyện sẽ tiếp tục hy sinh. Trên giường hấp hối, cha tôi nhìn tôi mỉm cười. Đó là chúc lành cuối cùng mà người dành cho tôi. Người cha đáng thương hy sinh cho đến chết để người con được trở thành linh mục. Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài muốn, nhưng tiếng gọi ấy luôn được ngỏ với con người trong một khung cảnh sống cụ thể. Khung cảnh ấy có thể là gia đình, là chợ búa, là trường học, là chỗ làm việc. Có những khung cảnh thuận tiện mà cũng có những khung cảnh không thuận tiện. Có những nơi hạt giống ơn gọi được may mắn, vun sới. Có những nơi hạt giống ấy bị bóp nghẹt. Thiên Chúa Muốn gọi ai tùy Ngài muốn, nhưng kẻ được gọi luôn là người đang sống cùng và sống với những người khác. Do đó, nếu không có sự nâng đỡ của những người chung quanh hoặc giống ơn gọi cũng sẽ mai một dễ dàng chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ ý thức đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay phải là ơn gọi là vấn đề của mọi người Kitô hữu từ gia đình đến trường học công sở mọi người chúng ta đều có trách nhiệm nâng đỡ và bảo vệ hạt giống ơn gọi mà Chúa muốn gieo vào lòng những người anh chị em của chúng ta. Thánh Gioan Bosco đã nói, phần thưởng quan trọng nhất mà Chúa có thể dành cho mọi gia đình Kitô, đó là kêu gọi một người con làm lên một phần thưởng trọng đầy ấy. Chúa dành cho các gia đình có con cái tận hiến cho Chúa. Nhưng Ngài cũng dành cho tất cả những ai cách này hay cách khác biết cổ vũ, nâng đỡ và giúp phát triển ơn gọi. Bài trích sách lẽ sống